cánh trường trại phía Nam nghe tên chú Bình Kiệm 10 phần 9. Đúng rồi bạn ơi, chuẩn đấy. Chú Bình này mới là cọp xịn này, kể cả miền Nam luôn, kể cả phía Bắc luôn. Chú ấy sống đúng bản chất. Chú ấy giang hồ thật nhưng mà số má thật, nhưng chú không bao giờ làm được cái việc giang hồ kiểu như này, là ăn trên cái này cái kia mà thấp kém. Chú ấy làm toàn những phi vụ khét. Chú Bình Kiểm mới là hàng đẳng cấp này, hàng hồ xịn đấy mọi người nhá. Cháu Khánh Nhân Khai chúc chú Bình Kiểm về đời làm được nhiều việc tốt, sức khỏe, phần đời còn lại luôn luôn mạnh khỏe, may mắn và thành công trong sự nghiệp. Ok chú. Đấy chú Bình, chú ra chú ấy đâu có chống giông cờ mở hay là dùm beng quay video ở đâu, chụp đúng cái ảnh thông báo cho mọi người là mới về thế thôi.